Dùng yến đông trùng hạ thảo kim cương vàng có thực chống lão hóa. Kể từ độ tuổi 25, các dấu hiệu lão hóa lần đầu xuất hiện trên bề mặt da. Có 3 biểu hiện chính của làn da lão hóa. Thứ nhất là đường nhăn, thứ hai là da bị giảm thể tích và thứ ba là giảm mật độ da. Các phương pháp chống lão hóa phổ biến nhất. Thứ nhất là chế độ ăn uống hợp lý. Uống nhiều nước, trung bình hàng ngày chúng ta cần uống khoảng 2 lít nước để cơ quan vận hành hiệu quả. Đồng thời cung cấp độ ẩm cho da để làn da luôn khỏe mạnh và căng tràn sức sống. Nạp nhiều protein cho cơ thể và các axit béo cần thiết. Các chất béo có lợi cho sức khỏe thường xuất hiện nhiều trong các quả bơ, cá, quả óc chó, hạt chia, dầu dừa và dầu ô liu. Nhược điểm là đây không phải là cách phù hợp nhất đối với dân văn phòng, đối tượng thường bận rộn và không có nhiều thời gian chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng và đầy đủ mỗi ngày cho bản thân. Cách thứ hai, sinh hoạt lành mạnh, vận động giúp cơ thể khỏe từ bên trong ra bên ngoài, tăng cường tuần hoàn máu và giúp làn da trong căng mịn trẻ trung hơn. Ngủ đủ giấc, trong cách làm đẹp có khái niệm beauty sleep, đó là khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, cơ thể sản sinh ra melatonin, giúp kích hoạt hormone và chống lão hóa cho làn da. Tuy nhiên, đây không phải là một cách phù hợp đối với đối tượng thường xuyên phải thức khuya để làm việc và đi ngủ khi trời đã tờ mờ sáng. Cách thứ ba là sử dụng dược thảo chống oxy hóa cao. Trà xanh giúp giảm stress và có khả năng kháng viêm, chống lão hóa và tăng cường collagen cho cơ thể. Trong nghệ có các hoạt chất chống vi khuẩn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Yến xào khắc tinh của lão hóa. Trong yến xào có tới 18 loại axit amin, 30 nguyên tố khoáng chất và cả tinh chất theronin. Đây là chất hình thành nên collagen cho cơ thể. Vì dùng tổ yến thường xuyên có thể bổ sung những dưỡng chất này làm cho người sử dụng có một làn da đẹp một cách tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Tuy vậy, trên thị trường hiện nay tìm được một sản phẩm tổ yến chất lượng không lẫn tạp chất là một thử thách lớn đối với người tiêu dùng. Đông trùng hạ thảo lưu giữ sắc xuân. Đông trùng hạ thảo giúp chống lại các tổn thương do tế bào gốc, ngăn ngừa stress và oxy hóa, làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Nhưng vì khai thác quá mức nên đông trùng hạ thảo trở nên khá quý hiếm. Việc này đẩy giá đông trùng hạ thảo cao gấp 4 lần so với nhân sâm Triều Tiên, không phù hợp với túi tiền của nhiều chị em phụ nữ. Yến đông trùng hạ thảo kim cương vàng là sản phẩm mới ra mắt năm 2020 của diễn viên Hà Tiến Luật, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ sinh học lớn trong ngành. 6 lọ nước yến đông trùng là 100% từ yến xào và sợi đông trùng, được nuôi trồng tự nhiên, không lẫn tạp chất. Các sản phẩm yến đông trùng kim cương vàng được khá nhiều nghệ sĩ Việt Nam ưa thích. Nghệ sĩ nữ vì thường xuyên có nhiều suất quay đêm nên khó tránh tình trạng da xỉn màu và chảy xệ theo thời gian. Lúc này các sao nữ không thể dùng mỹ phẩm che khuyết điểm vì đây chỉ là giải pháp tạm thời. Yến đông trùng khá được ưa thích bởi Ninh Dương Lan Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân và diễn viên Sam dùng từ 1 đến 2 lọ mỗi ngày trước khi đi diễn. Đối với các sao nam thường đi diễn xuyên tỉnh xa, yến đông trùng hạ thảo kim cương vàng sẽ hỗ trợ tối ưu sinh lực và bồi bổ sức khỏe tốt cho các anh. Yến đông trùng kim cương vàng được Hoài Linh, Hứa Minh Đạt, diễn viên Anh Đức và Nhã Phương tin tưởng sử dụng. Yến đông trùng hạ thảo kim cương vàng có giá bán niêm yết trên toàn quốc là 850.000 đồng. Tuy nhiên, sản phẩm đây có chương trình khuyến mãi trong tháng 7 này là 650.000 đồng cho một hộp 6 lọ yến, giảm 200.000 đồng. Hãy liên hệ và đặt hàng ngay!